Thưa các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền dẫn Internet băng rộng, các dịch vụ truyền hình xuyên biên giới đã mở ra thị trường phát hành rộng lớn đối với phim ảnh. Đây là cơ hội để điện ảnh Việt có thể tiếp cận với khán giả thế giới, song cũng là thách thức buộc các nhà làm phim, nhà quản lý phải thay đổi để có những bước tiến phù hợp. Từ luật điện ảnh 2006 đến nay, nền công nghiệp điện ảnh thế giới trong đó có Việt Nam đã có những thay đổi rất lớn sự chuyển đổi từ công nghệ cơ học điện tử sang công nghệ số đã thay đổi tư duy làm phim, thay đổi cách sản xuất phim, thay đổi phương thức phổ biến và tiếp nhận tác phẩm điện ảnh. Tuy nhiên, việc phổ biến phim trên không gian mạng không có trong luật điện ảnh 2006 và sửa đổi 2009. Trong khi đó thì phim trên không gian mạng có một khối lượng vô cùng lớn hướng tới thỏa mãn nhu cầu đa dạng của người xem khác nhau. Thế nhưng không phải phim nào cũng có giá trị nhân văn có cần phải quản lý phim trên không gian mạng hay không và ai là người chịu trách nhiệm chính trong quản lý, quản lý như thế nào, quản lý trên cơ sở pháp lý nào. Đây cũng là vấn đề gây nhiều ý kiến trong dự thảo luật điện ảnh sửa đổi đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình quốc hội để lấy ý kiến và cũng là chủ đề mà chúng ta sẽ bàn luận trong chương trình Bạn và Pháp luật hôm nay với sự tham gia của luật sư Nguyễn Thanh Hà đến từ công ty luật SB Law. Trước tiên thì xin chào và xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. ạ. À, xin chào thính giả đài tiếng nói Việt Nam và xin chào biên tập viên Nguyễn Hệ. Thưa luật sư Nguyễn Thanh Hà, à, sau 14 năm thực hiện, thì bên cạnh những đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự à, phát triển điện ảnh Việt Nam, thì à, Luật Điện ảnh đã bộc lộ những cái thiếu sót và bất cập à, cần sớm được sửa đổi bổ sung. À, đặc biệt là cái việc à, thiếu hụt điều khoản quản lý phim trên không gian mạng. Dự án Luật Điện ảnh sửa đổi lần này thì được nghiên cứu và soạn thảo theo đúng trình tự kế thừa chỉnh lý, sửa đổi và bổ sung một số điều so với luật điện ảnh hiện hành. Vậy thì cụ thể ở cái dự thảo luật này có những cái điểm nào là mới ạ, thưa luật sư? Thì uh, qua nghiên cứu cái dự thảo lần 3 của luật điện ảnh sửa đổi. Uh, thì uh, tôi thấy là so với cái luật điện ảnh hiện hành là luật điện ảnh năm 2006 thì dự thảo luật uh, đã có một số các cái sửa đổi và một số các cái điểm mới uh, rất là quan trọng như sau. Thứ nhất là luật đã quy định về các cái nguyên tắc của hoạt động điện ảnh, về vai trò cũng như là trách nhiệm của các cái tổ chức xã hội nghề nghiệp ở lĩnh vực điện ảnh. thì đây là quy định rõ hơn về quyền và nghĩa vụ. Thứ hai là luật mở rộng cái đối tượng được nhập khẩu phim và thứ ba là quy định về việc phổ biến phim trên cái hệ thống truyền hình, việc phổ biến phim trên cái không gian mạng thì cái việc mà phổ biến phim ở trên không gian mạng thì đây là một cái điểm mới rất là quan trọng bởi vì so với luật điện ảnh năm 2006 như chị đã trình bày ở trên thì chúng ta chưa có cái sự điều chỉnh và với cái sự phát triển của các cái nền tảng đặc biệt là các nền tảng streaming về phim ở trên mạng thì cái việc là đưa các cái quy định về quản lý và phổ biến phát hành phim trên môi trường internet đây là một cái điểm rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì dự thảo luật cùng cũng đưa ra nhiều cái nội dung được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với cái tình hình mới, đặc biệt là phát triển như vũ bão của công nghiệp điện ảnh gắn liền với Internet. Dự thảo luật điện ảnh cũng dự kiến bãi bỏ một số các cái nội dung tại luật hiện hành là 2006. Uh, khi mà một số các cái quy định không còn phù hợp nữa, thì tôi nghĩ là đánh giá là cái dự thảo đang lấy ý kiến một cách rộng rãi của các cái nhà chuyên môn cũng như là của dư luận xã hội, thì hy vọng là uh, khi chúng ta sẽ xây dựng được một cái dự thảo nó đầy đủ và uh, phát uh, phù hợp với cái sự phát triển và thúc đẩy cái sự phát triển uh, của uh, nền điện ảnh Việt Nam. Vâng, theo đánh giá của luật sư thì so với cái sự phát triển nền điện ảnh nước nhà trong những năm gần đây thì luật điện ảnh hiện nay đang à, tồn tại những cái bất cập như thế nào ạ? Ờ, qua cái thực tiễn uh, thi hành của cái luật điện ảnh năm 2006 thì tôi thấy là các cái quy định của luật uh, chưa thể hiện đầy đủ, chưa kịp thời, chưa theo kịp uh, cái tính chất đặc thù của cái hoạt động điện ảnh. Uh, cái vấn đề là khai thác phổ biến phim trên cái môi trường Internet À, xem phim trên các thiết bị di động cá nhân là những dự nội dung mới à, chưa được đề cập à, đầy đủ à, và chưa có cái quy quy định cũng như là à, cái chế định cụ thể điều chỉnh cái hoạt động này thì đây là cái điểm thiếu sót rất lớn trong luật điện ảnh bởi vì trong cái giai đoạn 2006 thì chúng ta biết là không có nhiều à, chưa có các cái nền tảng streaming phim như hiện nay luật điện ảnh hiện thời cũng chưa quy định về cái cơ chế phối hợp giữa à, ngành điện ảnh với các cái ngành khác như là truyền hình, du lịch, tài chính, thông tin truyền thông lên chưa phát huy được cái thế mạnh của điện ảnh bởi vì chúng ta biết là điện ảnh không chỉ là một cái ngành công nghiệp mà nó còn là một cái ngành công nghiệp hỗ trợ ở rất nhiều cho những cái hoạt động như là du lịch, sản xuất và dịch vụ của toàn xã hội. Ví dụ như là sự xuất hiện của những cái hãng xe mới ở trên những bộ phim mới thì những cái này thì thế giới người ta làm rất tốt, ví dụ như điện ảnh Hàn Quốc chẳng hạn. Thứ ba nữa là một số các chính sách của nhà nước về phát triển điện ảnh thì chưa được cụ thể hóa và chưa thực thi nghiêm túc nên chưa tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái hoạt động điện ảnh nói chung và chưa thu hút được các cái hãng phim nước ngoài hợp tác với các cái hãng phim Việt Nam để sản xuất những cái bộ phim mà công chúng mong đợi. Ở bên cạnh đó thì chúng ta thấy là có cái sự bối rối của các cái cơ quan đơn vị quản lý, uh, những cái xử lý còn manh muốn vụn vặt uh, chạy theo từng cái sự vụ cụ thể như vẫn thấy lâu nay thì vẫn bộc lộ nhiều cái bất cập. Uh, và rõ ràng là chúng ta thấy là uh, uh, cái luật thì đang đi sau thực tế một cách khá xa uh, mà uh, cái thực tế đó thì đang trực tiếp gây ra không ít cái hệ lụy đối với cái nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của người dân. Chúng ta thấy là cái tình trạng thượng vàng hạ cám những cái sản phẩm được gọi là phim thì đang đua chen phát hành trên nhiều cái nền tảng mạng mà không phải chịu một cái sự kiểm duyệt nào như đối với phim chiếu rạp hay phim truyền hình thì đây cũng tạo ra một cái sự bất bình đẳng. cái điểm nữa mà tôi thấy là cái sự sự không phù hợp cũng như là thiếu sót đó là không ít các cá nhân tổ chức thì đang lợi dụng cái sự thiếu quy định liên tiếp sản xuất ra như và tung lên môi trường mạng các sản phẩm rất là phi nghệ thuật. Nội dung thì phản cảm và không phù hợp với cái thuần phong mỹ tục, vi phạm các cái nguyên tắc đạo đức, văn hóa, thậm chí là vi phạm pháp luật nhằm thu hút cái sự tò mò của khán giả và gây ra một cái thị yếu uh, lệch lạc. Uh, một số các bộ phim điện ảnh khi đưa lên chiếu trên mạng thì vẫn để nguyên những cái phân đoạn mà đã bị hội đồng kiểm duyệt cắt bỏ ở trước đó. Có cái uh, có cái phim thì còn vi phạm các quy định về quảng cáo rượu bia bởi vì chúng ta biết là rượu bia, rượu chẳng hạn, thuốc lá là cấm quảng cáo trên phim. Chưa kể có cái sự thoải mái vô tư khi lồng ghép các cái đoạn quảng cáo trong các phim để thu cái lợi nhuận bất chính. Và vì chưa có những quy định cụ thể trong cái kiểm duyệt lên rất ít phim chiếu trên mạng thực hiện các cái hoạt động phân loại khán giả, dán nhãn các cái lứa tuổi phù hợp. À, ví dụ như là lứa tuổi 13, 16 hoặc là trên 18 chẳng hạn dẫn đến cái sự nhộn nhạo và hỗn loạn trên cái môi trường mạng mà khán giả chịu ảnh hưởng rất là nhiều. Thì trên đây là cái thực tế mà chúng ta đang thiếu trong các cái quy định của luật điện ảnh năm 2016. Vâng như ông vừa trình bày thì rõ ràng một trong những cái vấn đề cần phải được và đang được xem xét điều chỉnh trong cái dự thảo luật điện ảnh sửa đổi lần này, đó là cái lĩnh vực quản lý phim chiếu trên không gian mạng. À trước đây thì à, trong khi phim chiếu rạp chịu sự kiểm duyệt chặt chẽ của cục điện ảnh, à, phim trên mạng thì lại bị bỏ ngỏ và không chịu cái bất cứ cái sự quản lý chặt chẽ từ cái cơ quan nào vậy thì nay cái việc chiếu phim trên mạng cũng đã đưa được đưa vào dự thảo và nằm trong cái uh, quy định về quản lý vậy thì theo ông điều này sẽ tác động như thế nào đến các nhà làm phim các nhà sản xuất cũng như là kinh doanh phim ạ ờ, cái việc mà dự thảo cái luật điện ảnh lần này, này ấy, thì đã đưa cái việc quản lý phim trên mạng uh, sẽ là tác động mạnh là sẽ theo quan điểm của tôi sẽ khiến các nhà làm phim sản xuất phim phải chú ý đến uh, cái chất lượng của các bộ phim của họ và việc các bộ phim phải đạt các cái điều kiện tiêu chuẩn sẽ góp phần giúp cho cái môi trường mạng nói chung và môi trường phim điện ảnh nói riêng được cải thiện và hạn chế đi cái sự phát triển cái sự vi phạm các cái quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì nếu mà dự thảo theo với các quy định này được đưa vào thì còn nâng cao cái ý thức định biểu pháp luật cho các cái nhà làm phim, các cái nhà sản xuất phim để có thể tuân thủ các cái quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo được cái môi trường phim ảnh là một cái trường trường lành mạnh và định hướng cái lối sống chứ không thể là hiện nay thì cái việc là tung lên mạng các cái bộ phim mà không cần qua kiểm duyệt như hiện nay thì diễn ra rất là phổ biến và dẫn đến cái tình trạng là có cái sự cạnh tranh bất bình đẳng giữa các phim chiếu rạp và các cái phim truyền hình và chủ yếu là mục đích câu view để chạy quảng cáo. Vâng, trong dự thảo luật điện ảnh sửa đổi thì có nội dung liên quan đến phổ biến phim trên không gian mạng được quy định tại điều 21. Trong đó thì đưa ra hai cái phương án quản lý hình thức phổ biến phim trên không gian mạng đó là tiền kiểm và hậu kiểm. vậy thì theo luật sư đâu là cái phương án phù hợp hơn và khả thi đối với cái thể loại phim chiếu trên không gian mạng Theo quan điểm ý kiến của tôi thì để xác định là cái việc là sử dụng phương án hậu kiểm hay tiền kiểm mới là tốt hơn thì cần phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là chỉ xem xét về ưu hay nhược điểm của cái chính của từng phương pháp uh, kiểm duyệt phim thì uh, đối với cái phương pháp phương án hậu kiểm thì uh, được các cái nhà sáng tạo thì theo quan điểm là hết sức là hoan nghênh và đặc biệt là đối với lại cái số lượng phim phổ biến trên không gian mạng hiện nay là rất lớn ở đây là phương án mà theo quan điểm của tôi là phù hợp để kiểm duyệt phim phổ biến trên mạng hiện nay nhưng để cái phương án này phát huy được ưu điểm thì cần có cái cơ sở quy định rõ ràng cụ thể để các cái chủ thể liên quan có cơ sở để tiến hành uh, phân loại duyệt phim, tránh việc có những cái quy định có cách hiểu khác nhau gây ra cái mâu thuẫn giữa các chủ thể duyệt phim và uh, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra trong cái việc hiểu luật và áp dụng luật. Ngoài ra thì uh, phương án hậu kiểm cũng cần quy định uh, nếu mà áp dụng thì cần có các quy định về việc hậu kiểm như thế nào cho phù hợp uh, đỡ mất thời gian. Ví dụ như là trên môi trường mạng thì chúng ta có thể là hậu kiểm sử dụng các cái công nghệ thông tin chẳng hạn thứ hai là uh, cái trách nhiệm uh, thuộc về các cái ai về cơ quan nào ở thời gian và cụ thể như thế nào uh, như vậy thì những cái quy định pháp luật đi kèm cần rất sáng tỏ và để tránh cái trường hợp là các cái nhà làm phim đã phổ biến phim trên mạng rồi uh, bị kiểm tra rồi thu hồi phim uh, cắt sửa lại và bị uh, phạt chỉ vì cái lý do là uh, không hiểu hoặc là mù mờ những cái quy định về tiêu chuẩn hướng dẫn pháp luật thì tôi nghĩ là uh, cái hình thức áp dụng cái hậu kiểm uh, là phù hợp với uh, cái sự phát hành phổ biến phim ở trên môi trường internet. vâng nếu như mà cái phương án quản lý phim trên mạng là hậu kiểm uh, được thông qua thì như vậy uh, là trao quyền tự chủ và tự trị trách nhiệm cho các nhà phát hành phim uh, như vậy thì liệu rằng vai trò của nhà nước của các cơ quan quản lý thì có bị mờ nhạt hay không thưa ông? Ạ? Uh, tôi nghĩ là cái việc uh, sử dụng cái phương pháp hậu kiểm sẽ đặt cái trách nhiệm lên các cái nhà làm phim đối với cái phim của chính mình làm giảm đi các cái thủ tục hành chính cho các nhà làm phim nhưng không hề loại bỏ cái vai trò của các cái cơ quan chức năng các cái cơ quan nhà nước dù là đối với phương pháp hậu kiểm hay tiền kiểm thì đều đóng vai trò là cơ quan giám sát tuy nhiên thì như đã tôi đã phân tích ở trên đấy thì cần có cái quy định rõ ràng về cái cơ chế hậu kiểm nếu là hậu kiểm thì hậu kiểm như thế nào do ai cơ quan nào sẽ có thẩm quyền khi nào sẽ tiến hành việc hậu kiểm và đặc biệt là cần phải áp dụng công nghệ vào trong cái công tác hậu kiểm thì tôi nghĩ là vai trò nhà nước trong cái trường hợp này không hề mờ nhạt mà vai trò nhà nước trong trường hợp này còn nặng nề hơn và có trách nhiệm cao hơn bởi vì cái số lượng như tôi đã trình bày ở trên số lượng phát hành phim trên mạng là rất lớn so với lại cái hình thức phát hành qua giảm cũng như là trên truyền hình vâng có một số ý kiến đề xuất là thêm cái phương án thứ ba đó là việc kết hợp giữa hậu kiểm và tiền kiểm một cách hợp lý tức là chúng ta sẽ tiến hành cả song song cả hậu kiểm và tiền kiểm về định quan điểm của luật sư về cái phương án này thì như nào tôi thì tôi không đồng ý với cái phương án này bởi vì chúng ta chỉ lên thống nhất là sử dụng một cái phương án vì quy định kết hợp giữa hậu kiểm và tiền kiểm sẽ làm phát sinh thêm một nhóm những cái quy định những cái hướng dẫn và một lại áp dụng thêm những cái quy trình phân loại nữa. Chính vì vậy mà việc áp dụng kết hợp hai cái phương pháp trên thì thực tế có thể gây ra nhiều khó khăn hơn cho cơ quan quản lý cũng như là gây thêm những cái thủ tục không cần thiết cho những nhà phát hành phim trên mạng, bởi vì chúng ta biết là cái việc phát hành phim trên mạng thì nó rất là là nhanh chóng ấy và chúng ta chỉ nên áp dụng cái phương pháp hậu kiểm thay vì áp dụng cả hai hoặc là phương pháp tiền kiểm vâng à. một bạn thính giả ở cầu giấy hà nội thì rất băn khoăn về cái quyền lợi của người dùng người xem à, rất muốn hỏi ý kiến luật sư nội dung như này ạ xem phim trên mạng từ lâu đã là lựa chọn của nhiều người bởi rất phong phú và đa dạng về thể loại hình ảnh âm thanh thì sống động và sắc nét à, và có quá nhiều lựa chọn so với cái việc là phải ra dạp xem một bộ phim điện ảnh hay là ngồi trước màn hình tivi để chờ xem một bộ phim truyền hình nhiều trang nhiều ứng dụng thì cũng đã cung cấp những cái dịch vụ xem phim miễn phí vậy thì nếu quy định về quản lý phim trên mạng ra đời thì liệu có ảnh hưởng đến quyền lợi của người dùng của người xem hay không ạ luật sư hãy giải đáp cho tính giả được không ạ tôi nghĩ là tôi cũng là một cái khán giả xem rất nhiều các phim trên các cái nền tảng phổ biến hiện nay của cả việt nam và nước ngoài thì tôi nghĩ là vì cái cạnh thực tiễn cũng như cái cạnh pháp luật mà nói thì cái việc đảm bảo cái về mặt nội dung cho người xem thì không làm ảnh hưởng đến cái quyền lợi của người đang xem đặc biệt là đối với lại cái tình trạng là trẻ em ngày càng sử dụng nhiều và sử dụng thành thạo internet thì cái việc quản lý phim trên mạng có thể làm lành mạnh hóa cái môi trường ở thông tin trên mạng và hiện nay thì trên một số các cái nền tảng thì chúng ta biết là rất nhiều các bộ phim về vi phạm về quy định của pháp luật Việt Nam nhưng mà vẫn được phổ biến vì chúng ta thiếu cái hành lang cơ chế việc quản lý như thế này thì chúng ta đảm bảo là các cái hoạt động điện ảnh sẽ được thúc đẩy và những cái tác phẩm tốt sẽ được phổ biến và đặc biệt là bảo vệ trẻ em trong cái môi trường ở internet khi mà trẻ em sẽ không được tiếp cận những cái bộ phim mà ví dụ như là phim trên 16 tuổi chẳng hạn. Những cái bộ phim mà phù hợp với giới trẻ thì sẽ được phổ biến thì đây tôi nghĩ là đây là một cái cơ chế tốt chứ không phải là uh, quyền lợi của người tiêu dùng uh, bị uh, xâm phạm. Vâng, à, hiện tại thì uh, Việt Nam cũng đã có hàng chục doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ xem trực tuyến với trên dưới 15 triệu thuê bao và có tổng doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng. À, việc quản lý phim trên mạng thì liệu có bao gồm những cái hoạt động xung quanh ví dụ như là quảng cáo, thuế về nội dung, về hình ảnh trong phim hay không ạ thưa luật sư? Uh, về vấn đề này thì tôi thấy là cái công tác quản lý nhà nước thì đòi hỏi cái tính toàn diện, hiệu quả cũng như là cái tính thượng tôn pháp luật trong mọi khía cạnh của vấn đề. Cái hoạt động quản lý phim điện ảnh uh, trên mạng cũng như vậy, tôi nghĩ là vẫn phải quy định phù hợp với các quy định và đòi hỏi là các cái nhà sản xuất, các cái chủ của các cái nền tảng uh, uh, kinh doanh, quảng bá, kinh doanh cái nội dung phim thì uh, phải tuân thủ các cái quy định của pháp luật quảng cáo pháp luật thuế và đặc biệt là các quy định về pháp luật điện ảnh không có cái khoảng trống trong các cái lĩnh vực bất kỳ lĩnh vực nào ví dụ như hiện nay thì tôi thấy là một số các cái trang phim lậu chẳng hạn họ copy phim về sau đó thì họ chạy quảng cáo và chạy quảng cáo rất nhiều các cái nội dung trái pháp luật mà những cái nội dung quảng cáo này thì thường là không thể chạy ở trên những cái nền tảng hợp pháp ví dụ như là quảng cáo về cờ bạc quảng cáo về rượu hoặc là có thể quảng cáo những hoạt động mại dâm thì Uh, hiện nay chạy rất là phổ biến trên các cái nền tảng phim uh, vi phạm pháp luật thì tôi nghĩ là uh, cái cơ chế của cái luật điện ảnh ra đời thì phải đảm bảo là những cái quảng cáo vi phạm pháp luật thế không thể xuất hiện trên những cái nền tảng mà uh, pháp luật và uh, đang diễn ra ở trên cái không gian mạng của Việt Nam. Vâng với một cái số lượng phim quá lớn trên không gian mạng như vậy thì uh, sẽ đòi hỏi rất là nhiều nhân lực kỹ thuật và phương tiện để có thể kiểm duyệt cũng như là quản lý bởi vì dù sao thì chúng ta muốn kiểm duyệt nội dung hay hình ảnh hay cũng như là à, các cái vấn đề trong phim thì chúng ta cũng đều cần phải theo dõi cái bộ, một bộ phim nào đó đúng không ạ vậy thì theo đánh giá của luật sư với tình hình hiện nay liệu cái nhân lực vật lực của chúng ta đã đủ để đảm nhận được cái khối lượng công việc này chưa ạ à, theo tôi thì hiện nay các cái nguồn lực để kiểm duyệt quản lý phim thì tôi, tôi nghĩ là cũng chưa tương xứng với cái số lượng quá lớn của các cái nội dung cần quản lý và các cái cơ quan nòng cốt chịu trách nhiệm kiểm duyệt phim là các cái hội đồng duyệt phim thì uh, có quy mô tổ chức chưa nhiều và kiểm duyệt cho một bộ phim cũng đòi hỏi rất nhiều các thời gian uh, hậu quả là rất rất yếu là uh, không thể kiểm soát hết toàn bộ nội dung phim trên không gian mạng được uh, và bên cạnh đó thì chúng ta biết là một số các nền tảng thì họ lại nằm ở nước ngoài chứ không phải chịu cái sự điều chỉnh của cái luật điện ảnh Việt Nam thì cũng là rất là khó do đó vì tôi nghĩ là chúng ta đưa vào các cái quy định của pháp luật và cần uh, có một cái lộ trình để uh, các cơ quan có thẩm quyền uh, xây dựng được một cái cơ chế đầu tư về nhân lực, tài chính cũng như là kỹ thuật để chúng ta tiến hành các cái hoạt động tiền kiểm, hậu kiểm hoặc là các hoạt động khác và áp dụng uh, triển để cái công nghệ để giải quyết cái vấn đề này thì tôi nghĩ là khi có hành lang pháp lý thì các cơ quan mới có thể có cái cơ sở để xây dựng được các cái cơ chế để kiểm duyệt. Vâng, à, nếu như luật điện ảnh sửa đổi được quốc hội thông qua và đi vào thực tế thì theo luật sư nó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam cũng như là về cái vấn đề quản lý phim trên không gian mạng ạ? Tôi nghĩ là đây mới là dự thảo lần 3 thì tôi nghĩ là trước khi uh, quốc hội thông qua thì cần phải có nhiều thêm cái sự đóng góp của cộng đồng, uh, xã hội cũng như là những cái nhà làm phim chuyên nghiệp, những cái đối tượng chịu tác động thì tôi hy vọng là luật điện ảnh thông qua có cái ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. không chỉ là quản lý, thực hiện chức năng quản lý nhà nước mà luật cần phải là một tạo ra một cái hành lang pháp lý để thúc đẩy cái sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam. hiện nay bên cạnh đó thì cũng góp phần là tạo ra một cái đột phá về tầm nhìn dài hạn để phát triển điện ảnh với tư cách vừa là một ngành văn hóa nghệ thuật, vừa là một ngành du lịch, dịch vụ văn hóa kinh tế trong cái nền kinh tế thị trường và hội nhập sâu rộng như hiện nay ở việt nam cũng như là uh, giúp việt nam uh, sẽ có một cái nền điện ảnh phát triển mạnh phát triển đúng hướng và hiện đại phù hợp với xu thế và uh, mang uh, hơi hướng đậm đà bản tắc dân tộc cùng với lại đạt các cái chuẩn mực uh, cũng như là có thể tranh được các cái có những bộ phim tác phẩm hay để có thể là tranh được các cái giải ở trong nước và quốc tế thì uh, tôi nghĩ là cái việc xây dựng luật thì phải đạt được những cái mục tiêu đấy như vậy và cũng hy vọng là các nhà làm luật các uh, ban chủ trì soạn thảo cũng học kinh nghiệm của những cái quốc gia mà đã có cái nền công nghiệp điện ảnh uh, đi trước Việt Nam và phát triển thì chúng ta cũng có thể học hỏi kinh nghiệm của họ để chúng ta uh, phát triển và đưa vào trong uh, cái dự thảo của luật những cái quy định mang tính chất tiến bộ. Vâng, anh xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Hà. À, thưa các bạn rõ ràng xu hướng phát triển các kho phim trực tuyến đang mở ra cho công chúng Việt cơ hội tiếp cận kho phim khổng lồ của thế giới. Tuy nhiên cũng đặt ra những yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý cũng như là các biện pháp đi kèm để nhằm đảm bảo cho người dân được tiếp cận, được thưởng thức các tác phẩm hấp dẫn, an toàn và lành mạnh. Chúng ta sẽ cùng kỳ vọng vào luật điện ảnh sửa đổi lần này sẽ đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra về công tác quản lý, làm sao để điện ảnh Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, hội nhập và người dân thì cũng được tiếp cận nhiều hơn với các tác phẩm điện ảnh trên thế giới một cách an toàn và một cách có văn hóa. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Hà đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm theo dõi.